câu lạc bộ bóng đá Hàn Quốc dùng búp bê tình dục làm cổ động viên và cái kết. Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đã bày tỏ sự giận dữ khi câu lạc bộ FC Seoul sử dụng búp bê tình dục để cổ vũ thay cho khán giả trên các khán đài. Đầu tháng này, K-League đã trở thành một trong những giải bóng đá quốc nội đầu tiên trên thế giới tổ chức lại sau sự bùng phát của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các trận bóng đá tại Hàn Quốc chỉ được phép diễn ra với điều kiện trên sân không có khán giả. FC Seoul, một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn tại xứ sở Kim Chi, đã nảy ra ý định sử dụng những con búp bê thay cho khán giả để lấp đầy các hàng ghế trống nơi khán đài. Tuy nhiên, nhiều khán giả tinh mắt theo dõi trận đấu giữa FC Seoul và Gwangju FC nhận ra những hình nộm được đặt trên khán đài thực chất là búp bê tình dục và họ đã phản ứng rất mạnh mẽ. FC Seoul đã lên tiếng xin lỗi trước sự giận dữ của người hâm mộ và thanh minh rằng họ đặt mua búp bê thường nhưng không hiểu sao nhà cung cấp lại giao đến búp bê tình dục. FC Seoul nhấn mạnh họ không sử dụng những búp bê tình dục này để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Chúng tôi vô cùng xin lỗi người hâm mộ, chúng tôi thành thực xin lỗi. Chúng tôi sẽ tự kiểm điểm và cam đoan rằng sẽ không có sự việc tương tự xảy ra, FC Seoul đăng trên mạng xã hội Instagram. Tuy nhiên, nhiều người đã tham gia vào quá trình đặt mua, vận chuyển, mặc quần áo cho búp bê và xếp chúng vào chỗ ngồi. Chẳng lẽ suốt thời gian đó không ai nhận ra chúng là búp bê tình dục? Một người hâm mộ nói với tờ Koreabu. Sport Seoul, trang web bóng đá nổi tiếng Hàn Quốc nhận xét, nhiều người hâm mộ nước ngoài cũng theo dõi K-League và sự việc nói trên có thể gây xấu hổ cho quốc gia.